Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ rằng là chỉ vì bị một cành cây quật sức ra mà tính mạng có thể bị đe dọa? Nghe thì có vẻ như là vô lý, thế nhưng đó lại là những gì đang diễn ra tại khoa điều trị tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Khi mà tại đây thì đang điều trị cho hai bệnh nhân mắc uốn ván nặng với đường vào là từ những vết thương rất nhỏ. Theo đó, hai bệnh nhân trên đều là người đồng bào dân tộc Mông, nhập viện đã khoảng một tháng nay. Trường hợp một cụ ông 61 tuổi mắc uốn ván khi đi rừng, bị cành cây gây xước vùng mặt. Còn bệnh nhi 11 tuổi thì bị vết thương nhỏ ở bàn chân. Sau thời gian ủ bệnh từ 7 cho đến 10 ngày, cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân và cứng hàm. Các bác sĩ đã phải mở khí quản cho bệnh nhân thở máy và hiện tại thì tình trạng của cả hai vẫn rất nặng. Điều kiện vệ sinh và xử lý ban đầu sai cách có thể là nguyên nhân khiến cho cả hai trường hợp trên bị mắc bệnh. Với những vùng cao như là ở Điện Biên, lối sống và điều kiện vệ sinh của bà con còn nhiều hạn chế. Trong khi tại đây chăn thả rất nhiều gia súc là điều kiện để vi khuẩn uốn ván phát triển. Những bệnh nhân này thì bọn anh phải cho ăn thần rất. Cũng trong năm 2017, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng tiếp nhận 4 trường hợp mắc uốn ván với đường vào từ những vết thương rất nhỏ như thế này. Trước đó tại đây cũng tiếp nhận cho một cháu bé 6 tuổi, 6 tháng mắc uốn ván rất nặng phải điều trị tích cực tới 3 tháng ở viện. Thông thường những trường hợp mắc uốn ván tiên lượng lâu dài đều có thể cứu sống được, nhưng chi phí điều trị có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Vâng, và có lẽ là hai trường hợp trên đã có thể là không mắc bệnh nếu như mà chúng ta biết cách xử lý vết thương đúng cách. Vì thế mà các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng là khi mà mới có vết thương, mặc dù là nhỏ thôi, thì chúng ta cũng cần phải dùng nước sạch để rửa ngay hoặc là rửa dưới vòi nước đã pha loãng bởi vì vi khuẩn và tống chất bẩn ra ngoài. Nếu như vết thương đã ra máu và dính nhiều bùn đất thì cũng có thể là dùng oxy già để sát khuẩn, loại các hạt bụi hay là cát bẩn ra và cầm máu. Với những vết thương hở thì chúng ta sẽ cần phải rửa bằng xà phòng, sau đó thì sẽ lau khô.